từ để ca gọi điện lên điện lực kêu nó bật điện cái cột đèn lên đã. Ây da, điện giật phình người lên luôn ạ. Hello mọi người, ca đây, ca đây. Hello mọi người, nay ca cùng với Mika, Yuri, Chubby 623 cái nhảy cùng điệu mà có bà Yuri nhảy khác loài vậy. Đó thì ca mới vừa nhận được cái VIP của mùa này của quà đối tác Hegin tặng. Đấy, thì bây giờ ca sẽ xin phép review cái bộ đồ đó với lại cái cây gậy của VIP cho mọi người trải nghiệm thử. Để mọi người quyết định là mọi người có nên lụm nó về hay không. Nên lụm mọi người à. Mà gái này lụm nha chứ con trai chê nha. Con trai người ta cũng lấy cái gậy chơi thôi. Con trai lấy gậy chơi nhưng mà cái tướng bay nó hơi bóng nha. Rồi bây giờ để mà mình lấy được cái bộ đồ đó ra một cách mượt mà nó đẹp nhất, nó ấn tượng nhất có thể thì mọi người qua đây. Rồi mọi người bu quanh cây cục điện rồi đi. Yuri, Yuri, bà Yuri đâu rồi, đứng đó nhảy gì nữa bà nội, vô đây đứng. Rồi úp mặt vô tường, ấy lộn, úp mặt vô cục điện. Từ để ca gọi điện lên điện lực kêu nó bật điện cái cột đèn lên đã. Ây da, điện giật phình người lên luôn ạ. Cho lại xin hợp nhân đi, xong rồi ba chị em đi ra phía sau giống như ba đứa con đấy. Để. Tự nhiên nữa cái thành cha đơn thân của ba đứa con. Này mà cha gì? Đi mấy đứa. Dạ cha, nhưng cái mặt đó mà không cha. Theo mẹ, không, đây là mẹ có râu thôi, theo mẹ. Mẹ không có râu. Theo mẹ mấy đứa. Nhìn mắc cười quá. Đây bộ đồ VIP này thì gồm có đâu rồi nhỉ? Pin, tóc. Tóc nè, mắt, có mắt nè, mắt xanh. Mắt xanh đâu, có ai đang mang mắt xanh không nè? Chubby đang mang mắt xanh nè, mọi người nhìn mắt xanh nè, nhìn cũng đẹp mà. Đẹp mặt. Ánh mắt lung linh nhưng mà hơi đảo nha, mắt này hơi lát mọi người ạ. Mắt này là mắt liếc trai. Mắt liếc trai đấy, đúng. Mắt liếc trai. Đó, rồi bộ đồ, cái đầm tiên nữ ánh trăng. Rồi xong rồi giày tiên nữ ánh trăng. Này là full set tím dành cho những con người thủy chung. Tím hay là xanh đây? Rồi pháp trượng. Cái pháp trượng đặc biệt là mình có thể bay được mọi người ạ. Bấm cái lướt, là nhảy xuống, là bấm lướt cái thôi. Là bay. Lướt thôi chứ không phải bay. Lạ lướt. Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Chuyện lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Ê mấy đứa đi ra sau lưng mẹ nè. Ê lộn, đi ra sau lưng ba. Ờ mẹ chứ, đi ra sau lưng mẹ nè mấy đứa. Đi dây đi. Không mấy mẹ dắt đi nhanh về cho anh miếng đói bún. Đi chậm chậm thôi. Đây, để. Ê nhìn xin nhân này nhìn. Lướt theo. Đấy, nhẹ nhàng, sẵn hàng nè. Chẳng có con. Mẹ đừng khóc nhé. Mẹ con xin. Một ngày nhanh lên mẹ thúi quá à. Đi sau đít mẹ đấy. Đến đây vậy? Đến đây vậy? Mẹ ôm cục điện. Ở giữa tứ quý đầm tiện có bà nội mũ rơm truyền nhân của Luffy à. Nhẹ nhàng lả lướt bay. Sáng ớ quá à. Cái cánh này nó sáng được nè mọi người. Cánh này ban đêm nó sáng đẹp không? Còn mấy cánh bướm này thì không sáng được. Ê cái cổng hoa sao nào cũng xinh nè. Ừ cổng hoa này cũng đẹp. Cổng hoa này đẹp, tí về cài đặt thử cho mọi người coi. Đi về nhà cài đặt thử ra coi nó ra làm sao ta. Mua đi nữa chứ quảng cáo vừa thôi. Người ta mới cài à đó. Ta mới lập nick tên, ta chưa trải nghiệm game nữa bắt người ta mua đồ rồi. Mà công nhận là mấy cái VIP ra mình chỉ tốn thời gian để mà mình nhận nó thôi. Mình làm nhiệm vụ này nọ và mình tốn thời gian để mà mình nhận nó. Lấy vô miệng. Chứ còn VIP ra thì nó quá đẹp mọi người ạ. À. Kiểu nó quá lời. Có trăm vừa mấy chục ngàn sao, mà mọi người. Vừa kim cương, vừa đồ này đồ kia. Chưa kể là trong mấy cái gói hộp thường nè mọi người còn có thể mở ra được những cái đồ khác nữa. Tuyệt vời mọi người ạ. À. Tứ quý đầm. Nhưng mà con đầm giữa này đầm hơi thù lù nha. Đầm đô. Đây là mấy cái đồ trang trí nhà, đồ nội thất ở trong cái gói VIP đó. Gồm có cái con VIP nè, cái nôi để ngủ nè. Đó, bé Mika đang nằm ở trong đó. Cái này để trang trí nè. Cái lọ thủy tinh, cái này gọi là cái gì? Cái bồn thủy tinh. Quả cầu thủy tinh. Quả cầu tiết. Cái này là cái đài phun nước. Đấy, đẹp đấy. Còn cái cổng thì ta ca tái chế rồi mọi người ạ. Còn cái cổng hoa đẹp lắm mọi người ạ. Nhưng mà hồi nãy ca thiếu thì ca thiếu mầm để mà ca mở hộp dịch á, ca tái chế hết rồi. Hồi nãy ca không biết. Ca bị ngáo. Nhìn nó tưởng đồ phèn. Bỏ rồi. Anh cả mọi người ạ. Mọi người cứ ấy về đi rồi mọi người trải nghiệm mấy cái đồ nội thất cũng đẹp á. Khá đẹp. Nhưng mà cái này là màu tím hay là màu xanh? Màu tím đúng không? Màu thủy chung đúng không? Màu này màu thủy chung đúng không? Nó gần gần giống với không. Cái màu tên mình mà. Không à, không có thủy chung à. Cute mọi người.
bộ đồ đẹp mà. Không, nó chỉ có thể là màu này nó mới đẹp thôi. Thỉnh thoảng cái cũng hay vác bộ đồ này ra, cái đi chọc mọi người, cái đi vòng, cái bay vòng cái chơi á. Nào giờ làm gì có cái gậy nào mà làm gì có cái đồ cầm tay nào mà có khả năng bay được cái gì đâu. Cái này cũng là cái món đầu tiên mà. Món đầu tiên có được cái chức năng này á mọi người. Mà không biết là sau này nó còn ra nữa, những cái món đồ có ra được cái gì nữa hay không. Không phải quảng cáo đâu nha. Không phải quảng cáo đâu. Để mua thì có đẹp mà. Để mua. Không phải quảng cáo đâu. Hứa, không phải quảng cáo đâu. Chị đang cầm gậy chuyển qua cầm chổi, bà đứng ở ngoài sân cát bà kêu nhà dơ. Nhà bụi bặm quá. Bà đứng ngoài bãi biển bà cầm chổi bà quét xong rồi bà kêu sao bụi bặm. Đứng ngoài cát bà vác chổi ra bà quơ xong. Rồi. Này bà bê tông á. Mọi người cái này bê tông á mọi người. Cái này bê tông á mọi người. Mọi người đừng có cãi. Ảo thật đúng nhà sai cấm cãi. Rồi, tôi Quy Đầm chào mọi người. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ like, subscribe kênh của Ca nha mọi người. Không biết là cái này là ngày đầu tuần hay cuối tuần nhưng mà chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Nhớ like nha ông nội bà nội nào chưa like rồi bấm like nha, bấm đăng ký kênh Ca nha để theo dõi. Nhớ bấm cái chuông, nó bật cái chuông lên để có thông báo.